Tin nóng: bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, hot TikToker Trúc Phương để điều tra về các tội danh liên quan đến ma túy. Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, hot TikToker Trúc Phương, đây là những gương mặt nổi tiếng vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố do liên quan đến ma túy. Ngày 14 tháng 11 năm 2024, thông tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, 35 tuổi, Nguyễn Thị An, tức người mẫu An Tây, tên thật là Andrea Aiba, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, Nguyễn Đỗ Trúc Phương, 30 tuổi, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng người mẫu An Tây còn bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quán triệt thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong điều tra mở rộng, truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh mở rộng chuyên án, lần theo dòng chảy ma túy để khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy. Qua đó, triệt phá thêm 146 đường dây băng nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên quận, huyện, liên tỉnh, thành phố. Khởi tố thêm 630 bị can, kết quả đấu tranh chuyên án đến nay đã triệt phá gần 500 đường dây băng nhóm tội phạm về ma túy. Khởi tố 1.132 bị can, xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, điển hình như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Qua đó đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, triệt để, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xác minh làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất của những vụ án, truy xét chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021, góp phần từng bước kiềm chế, kéo giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Chi Dân bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ nhạc sĩ. Trước đó, năm 2023, mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh ca sĩ Chi Dân được cho là bị cơ quan chức năng mời làm việc liên quan đến sử dụng ma túy. Phía đại diện nam ca sĩ đã bác bỏ thông tin đó.